Oliver Piho. Bức thiện cộng 1 cũng mua icon vị trí ST là 105. Quốc tịch Đức. Mức lương 23, chiều cao 1m91, cân nặng 83 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 4 và phải 5. 3 sao kỹ thuật. Danh tiếng là huyền thoại và chỉ số gốc là đánh đầu mạnh. Ở vị trí ST thì Pihop mạnh ở khả năng đánh đầu, chọn vị trí, phản ứng, lực sút và khả năng dứt điểm tốt. Ngoài ra các chỉ số như tăng tốc, rê bóng, giữ bóng, chuyền ngắn, sút xa, vô lê đều trên 9x. Khi sử dụng Pihop ở vị trí ST thì chúng ta nên để chiến thuật đơn như sau. Công 3 thủ 1 sẽ nách hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Pihop là huyền thoại của câu lạc bộ AC Milan và đội tuyển quốc gia Đức. Ở thời kỳ đỉnh cao thì Pihop đã giúp Đức vô địch Euro trong một trận chung kết với 2 bàn thắng. Những điểm mạnh của Pihop chính là sức mạnh, thể hình tương đối to cao. Thể hình là trung bình, chiều cao là 1m91, bổ trợ bởi chỉ số ẩn duy nhất của anh là đánh đầu mạnh. Lối chơi mặc định của Pihop trong in game đó là một tiền đạo ST nhưng thi đấu thường xuyên lùi sâu. Cho nên khi sử dụng Pihop thì bạn phải để chiến thuật công 3 thủ 1. Ngoài ra trong quá trình thi đấu ở các tình huống tấn công thì các bạn nên sử dụng các nút gọi người, đó là nút Q. Pihop có khả năng đỡ bóng bước 1 tương đối ổn, dê dắt và chuyền bóng tốt. Tuy nhiên khi sử dụng Pihop ở tốc độ cao để dê dắt thì khả năng đổi hướng là không nhanh. Những cú dứt điểm của Pihop bóng đi với lực rất căng. Pihop không phải là mẫu trung phong có khả năng chạy chỗ thông minh. Tuy nhiên anh rất mạnh ở khả năng làm tường, đè C. Gần như khi Pihop đè C thì không có hậu vệ nào có thể tranh bóng được. Đối với những huấn luyện viên yêu thích lối chơi Takadada thì Oliver Pihop thật sự là một trung phong lý tưởng có thể gánh team. Khi trận đấu ở thế giằng co chỉ cần một tình huống tạt bóng bổng thì Pihop có thể giải quyết trận đấu bằng bàn thắng. Vậy là rất khỏe, các bạn thấy hay quá. Cú dứt điểm của Pihop rất căng. Tình huống đánh đầu của Pihop, ông đó là delay, đó là delay. Chân phải của Pihop là dứt điểm tốt hơn chân trái. Thế rồi.
rất căng. Dù sút chân phải hay chân trái thì lực bóng dứt điểm của Pihop là rất căng. Và vừa rồi là một tình huống Edwin van der Sar đã không thể cản phá được. Thay năng tỷ đè C của Bihop là rất tốt. Vừa rồi Patrick Vieira đã phải công tình húp phạm lỗi thì mới có thể ngăn chặn được Bihop. Đây là Bihop. Ba sao kỹ thuật thì chúng ta nên sử dụng Bihop ở những tình huống dứt điểm thôi. Skill của anh có thể làm được nhưng chỉ là những tình huống động tác qua người cơ bản. Kevin Bright là chúng ta đã có một màn trình diễn rất hay của Oliver Pihop, một thẻ icon trong hiệp 1. Tất cả những kỹ năng của Pihop đã được thể hiện. Rất hay. Những tình huống tì đè nhận bóng và truyền lại cho phía sau. Đây là một tình huống thoát người rất hay. Pihop có vẻ như là một trong những icon ở vị trí ST sở hữu một bộ chỉ số và thể hình tuyệt vời. Tuy nhiên thì mức giá lại không quá cao. Có thể nói là một trong những icon có mức giá tương đối thấp. Tuy nhiên giá trị sử dụng của Oliver Pihop là rất cao. Và đặc biệt là đối với những huấn luyện viên yêu thích lối chơi Takadada. Với màn trình diễn tuyệt vời của mình thì Oliver Pihop xứng đáng nhận được mức điểm là 9,5 trên 10. Đó là một mức điểm rất cao dành cho vị trí ST. Đấy rồi. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý điểm yếu của Pihop đó là khả năng đổi hướng khi tăng tốc là không tốt, cũng như những tình huống ra chân của anh tương đối chậm. Tuy nhiên một khi Pihop đã ra chân thành công thì lực bóng đi rất là căng.
Và đặc biệt Big Hope rất lợi hại ở cái chân phải của mình. Ngoài ra khả năng không chín và đánh đầu là một điểm cực mạnh của Big Hope. Tôi nhìn trong những tình huống bong bóng thì Big Hope có lối chơi tương đối khó khó dùng. Chúng ta phải sử dụng Q để đưa anh lên tham gia tấn công hoặc chọn vị trí ở những tình huống tốt. Khi mà Big Hope đã chọn đúng vị trí rồi thì gần như là 100% có bàn thắng cho các bạn. Tình huống đánh đầu Oliver Big Hope bóng đi tương đối hiểm và căng. Ta đã thấy vị trí của bội Big Hope đang di chuyển rồi. Đấy rồi. Như vậy là khả năng đánh đầu Big Hope là rất đẳng cấp. Bạn thấy là pha di chuyển vô cùng thông minh của anh trong vòng cấm địa. Bàn thắng rất đẹp. Tuyệt vời. Đây là một icon quá đẳng cấp.